Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim ngói di cư trên toàn cả nước nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở làm lưới bên em lại xin giới thiệu chi tiết cho anh em là về cái dòng lưới úp chim cu ngói được làm bằng lưới dù Nhật. Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái mẫu lưới này thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Đối với anh em nào mà có nhu cầu mua và đặt hàng ấy thì anh em liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Để anh em điện đến thì bên cơ sở là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho anh em. Còn bây giờ thì đi chi tiết để cho anh em cùng nắm bắt được này. Cái lưới đánh chim ngói này ấy, thì nó là dù Nhật rồi, nó rất là tốt, nó tốt hơn dù Việt Nam rất là nhiều anh em ạ. Đấy, còn một loại dù nữa là dù Lam Giang, nhưng dù Lam Giang thì cái sợi của nó rất là cứng. Đấy, khi anh em về đi đánh ấy, thì giải thì thường thường nó sẽ bị gồng lên. Đấy, nên cơ sở em không làm. Cái lưới dù này thì sợi Nhật thì nó khác so với những cái sợi khác rất là nhiều anh em ạ. Sợi nó săn tít này, đấy, nó săn tít và mình cầm vào sợi lưới rất là khôn, đấy, nhìn nó khôn. Với cái chiều dài thì em làm theo kiểu chung của anh em thợ đánh miền Bắc, đó là chiều dài của nó là 2m, chiều dài của nó là 8m và chiều cao của nó là 2m3. Và lưới này thì bảo hành cho anh em là không chạy mặt nhé. Đấy, và cái chiều dài và chiều cao ấy, thì cân đối với là 8m có rất là nhiều thịt. Đấy, khi anh em về mà bí quá ấy, anh em muốn giải rộng hơn thì anh em có thể là giãn ra 9m, bởi vì cái dây dù này em vẫn để thừa hai đầu nhé. Và anh em muốn rốn lại 7m ấy thì anh em có thể là rốn lại hoặc là xuống 2m2 lên cao 2m4 thì đều có thể sử dụng được. Lưới dù Nhật thì tất nhiên là nó sẽ đi với cái giá thành là cao hơn là so với cái lưới dù của Việt Nam hoặc là cái hàng Nam Giang ấy. Đấy thì anh em biết được rồi. Thì nó sẽ đắt hơn là từ vài chục nghìn đồng cho tới là 100 nghìn đồng trên một bộ. Đấy, còn về cái lưới này thì cái dây diềm ấy thì đã được luồn bốn xung quanh nhé, diềm ngang, diềm dọc. Còn dây này thì được làm dây dù chống giãn này. Đối với anh em mà đánh dây này thì gặp thì khá là sướng, nhưng mà cái dây này nhược điểm của nó là nó sẽ không ăn thuốc nhuộm. Đấy, khi anh em mang ra đồng đánh thì anh em có thể là lấy cái bùn đất ấy, đấy, anh em tuốt qua đây. Để tuốt qua thì nó sẽ chuyển sang màu đen. Màu đen đánh thì nó sẽ không bị nhuộm. Bình thường đánh như thế này thì nói chung chim ngói thì bình thường, nhưng mà sau anh em về đây đánh chim gáy hoặc chim bẫy thì nó rất là lộ anh em. Đấy, còn màu thì đa số là màu lâu đất nha, màu ghi nhá. Lâu này thì bảo hành cho anh em là đánh kể cả thời tiết sương anh em giải lên cỏ thì nó sẽ có độ tàng hình rất là cao, hoặc là anh em đánh lâu đất. Đấy, lưới thì số lượng đây anh em thấy thực tế trên video rất là nhiều. Đấy, đợt này nắng thì bên cơ sở là nhuộm được anh em, nhuộm được thì số lượng lưới nó có để gửi cho anh em. Còn ở ngoài miền Bắc thì chim ngói bắt đầu di cư khá là mạnh rồi. Đấy, ngày hôm nay ở Bắc Giang thì bay rất là nhiều nhưng mà đánh nó bị lệch hướng, nên là không có đánh được. Đấy, một video thì giới thiệu chi tiết cho anh em là về lưới úp chim ngói nhá. Anh em nào mà xem được video là cần cho mình ý, thì anh em liên hệ cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.